Vâng, và bên cạnh đó cũng có một thông tin kêu cứu của rất là nhiều người dân đang sinh sống tại khu vực phường Đội Cấn và phường Kim Mã. Mới đây qua đường dây nóng 0901812999 thì kênh VTC9 cũng đã nhận được phản ánh của người dân tại hai phường Đội Cấn và Kim Mã của quận Ba Đình về tình trạng mương kẻ khế ô nhiễm nghiêm trọng trong nhiều năm qua và cũng đã gây ảnh hưởng lớn đến đời sống của người dân sinh sống tại đây. Những thông tin theo phản ánh tại mương kẻ khế đoạn từ ngõ 294 Kim Mã tới phố Giang Văn Minh thuộc quận Ba Đình luôn trong tình trạng bị rác thải bủa vây, từng mảng rác trôi lềnh bềnh và xuất hiện dày đặc các loại côn trùng, ruồi, muỗi. Rác thải sinh hoạt từ túi ni lông, hộp xốp cho đến những chai nhựa, lọ thủy tinh đều có mặt tại trong những mương nước này. Bên cạnh đó, dọc hai bên mương là hàng chục miệng cống nhô ra, xả nước thải ào ạt xuống lòng mương. Nước ngày càng cạn, màu nước ngày càng đen và mùi xú uế ngày càng nồng nặc khiến hàng trăm hộ dân sống xung quanh cảm thấy ngột ngạt. Theo người dân, tình trạng này đã diễn ra trong một thời gian dài, tuy nhiên đến nay vẫn chưa được xử lý dứt điểm. Mương kẻ khế có chiều dài khoảng 1,7 km chạy qua địa bàn hai phường là Đội Cấn và Kim Mã thuộc quận Ba Đình. Mương kẻ khế cũng là một phần trong dự án cống hóa kết hợp làm đường núi Trúc Sơn Tây được Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội phê duyệt từ năm 2008. Dự án đoạn mương kẻ khế được giao cho Ban quản lý dự án giao thông đô thị Hà Nội làm chủ đầu tư.